Xin chào cả nhà, ở FPT có một hội rất đặc biệt, nơi quy tụ những con người có chung niềm đam mê về chụp ảnh. Đó là hội nhiếp ảnh FPT. Lúc này đây tại 7 giờ sáng thứ 6 tại FPT Tower Phạm Văn Bạch, cả đoàn sẽ có một chuyến hành trình vượt 200 cây số đến Tà Xùa tại thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Mọi người cùng theo chân hội nhiếp ảnh FPT để trải nghiệm những chuyến đi này nhé. Xin chào các bạn, mình là tên là Hoàng và mình là trong ban tổ chức của chuyến đi. Và mục đích cái chuyến đi Tà Xùa lần này là anh em cùng nhau đi du lịch, trải nghiệm kick off mùa xuân và sẽ săn những con ảnh đẹp nhất trong cái chuyến đi mùa xuân này. Chúng ta đi thôi. Hội nhiếp ảnh FPT được thành lập từ năm 2019 và hiện giờ đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Từ chỉ vỏn vẹn 5 thành viên sáng lập, hội hiện giờ đã đạt lên tới con số lên 1.400 người tham gia. Và để duy trì sự nhiệt huyết của mọi người, hội thường xuyên có những buổi họp cà phê cuối tuần và những buổi kick off như ngày hôm nay. Cùng quay lại với chuyến đi Tà Xùa hôm nay của hội. Ngày đầu chúng mình đến thăm mỏm cá heo và cây cô đơn và cùng nhâm nhi những tách cà phê nhẹ nhàng sau chuyến đi kéo dài 6 tiếng đồng hồ vừa rồi. Cảm nhận như nào bạn? Lạnh. Lạnh à? Lạnh. Mát chứ. Tôi đến, cả đoàn lại di chuyển lên lại sống lưng khủng long để nhận homestay, nghỉ ngơi và có những giây phút thư giãn, ca hát, chia sẻ những câu chuyện quanh đống lửa trại. Thời tiết ở Tà Xùa rất là bất thường. Sáng dậy chúng mình không may gặp phải một cơn mưa rất là lớn. Sương và mây mù mịt kéo đến rất là nhanh. Cả đoàn rất là buồn và quyết định sẽ khăn gói đồ đạc và ra về ngay tại trưa hôm đấy. Nhưng may mắn làm sao, như người ta hay nói, sau cơn mưa trời lại nắng. Ngay sau khi mọi người khăn gói đồ đạc lên xe để chuẩn bị đi về thì trời bỗng nhiên trở nên trong xanh và cực kỳ rất là đẹp. Những tầng tầng lớp lớp mây tại sống lưng khủng long bắt đầu hiện rõ ra. Mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tà Xùa thông qua ống ngắm của hội nhiếp ảnh FPT nhé. Sau 2 ngày khám phá, cả đoàn đều có những thành quả trên cả mong đợi. Và mong rằng mọi người nhà F sẽ tiếp tục ủng hộ hội nhiếp ảnh FPT trong tương lai và cùng đồng hành cùng chúng mình trong những chuyến đi tiếp theo ở những vùng đất mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.